Sau 15 ngày bùng phát dịch, toàn tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 457 ca mắc COVID-19, trong đó có 13 cán bộ y tế. Sáng mùng 4 tháng 10, bác sĩ Trương Mạnh Sức, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, cộng dồn với 39 F0 đã công bố trong ngày hôm qua, mùng 3 tháng 10, nâng tổng số lên 457 ca mắc COVID-19. Hiện nay, các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nam đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân và Bệnh viện Giã Chiến số 1 Lam Hạ. Theo phân tích dịch tế, các ca bệnh được phát hiện tập trung, chủ yếu ở thành phố Vũ Lý, tiếp theo là các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng và Bình Lục. Điều đáng lo ngại là nhiều ca bệnh hiện chưa xác định được nguồn đây. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể và các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, kiểm soát các ổ dịch, không để lây lan diện rộng, dập dịch với hình thần thần tốc và triệt đề, điều trị F0 hiệu quả, quản lý chặt chẽ F1 theo đúng quy định. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại